có thế giới tên là hương trang nghiêm tràng có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi phật bao bọc chung quanh thuần nhất thanh tịnh đức phật ở thế giới đó hiệu là vô chướng ngại pháp giới đăng phía trên thế giới khả ái tịnh quang tràng trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi phật và ngang bằng với thế giới kim cang tràng có thế giới tên là hương trang nghiêm tràng đây là thế giới tầng thứ mười có thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật, hiệu là vô chướng ngại Pháp giới đăng, đang chuyển Pháp luân giáo hóa chúng sinh. Trên đó trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật và ngang bằng với thế giới ta bà. Có thế giới tên là Phóng Quảng Bình Tạng, được Phật ở thế giới đó hiệu là biến Pháp giới vô chướng ngại hoại Minh phía trên thế giới hương tràng nghiêm tràng, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật và ngang bằng với thế giới ta bà, tức cũng là thế giới tầng thứ 13, có thế giới tên là Phóng Quảng Bình Tạng, thế giới đó có vị Phật hiệu là biến pháp giới vô chướng ngại huệ minh Phật, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, thế giới trùng phương trên cùng đó, có thế giới tên là Tối Thắng Thân Hương. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, tuần nhất thanh tịnh, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là giác phân hòa. Phía trên thế giới phóng quang minh tạng, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi 7 cõi Phật. Đây là phương giới cùng của thế giới trùng thường phóng quang minh, có thế giới tên là tối thắng thần hương tức cũng là thế giới tầng thứ 20. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là giác phân hòa Phật, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Các Phật tử bên ngoài biển hương thủy vô tận quang minh luân đó, vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bên ngoài biển hương thủy vô tận quang minh luân lại có 10 biển hương thủy. Trong mỗi biển hương thủy có thế giới chủng, phía trên mỗi thế giới chủng lại có 20 tầng thế giới lại có biển hương thủy tên là cụ túc diệu quang trong biển đó có thế giới trùng tên là biến vô cấu kế lại có biển hương thủy tên là cụ túc diệu quang trong biển đó có thế giới trùng tên là biến vô cấu kế lại có biển hương thủy tên là quang diệu cái trong biển đó lại có thế giới tên là vô biên phổ trang nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là quang diệu cái trong biển đó có thế giới trùng tên là vô biên phổ trang nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm, trong biển đó có thế giới trùng tên là Hương Mani quỹ Độ Hình. Kế lại có biển hương thủy tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm, trong biển đó có thế giới trùng tên là Hương Mani quỹ Độ Hình. Kế lại có biển hương thủy tên là Xuất Phật Âm Thanh, trong biển đó có thế giới trùng tên là Thiện Kiến Lập Trang Nghiêm. Kế lại có biển hương thủy tên là Xuất Phật Âm Thanh, trong biển đó có thế giới trùng tên là thiện kiến lập trang nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là hương tràng tu di tạng trong biển đó có thế giới trùng tên là quang minh biến mãn kế lại có biển hương thủy tên là hương tràng tu di tạng trong biển đó có thế giới trùng tên là quang minh biến mãn kế lại có biển hương thủy tên là trên đàng diệu quang minh trong biển đó có thế giới trùng tên là hoa diễm vân kế lại có biển hương thủy tên là trên đàng diệu quang minh trong biển đó có thế giới trùng tên là hoa diễm vân kế lại có biển hương thủy tên là phong lực trì trong biển đó có thế giới trùng tên là bảo diễm vân tràng kế lại có biển hương thủy tên là phong lực trì trong biển đó có thế giới trùng tên là bảo diễm vân tràng kế lại có biển hương thủy tên là đế thích thân trang nghiêm trong biển đó có thế giới trùng tên là chân châu tạng kế lại có biển hương thủy tên là đế thích thân trang nghiêm trong biển đó có thế giới trùng tên là chân châu Tạ. kế lại có biển hương thủy tên là bình thản nghiêm tịnh trong biển đó có thế giới trùng tên là tỷ lưu ly mà trùng trùng trang nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là bình thản nghiêm tịnh trong biển đó có thế giới trùng tên là tỷ lưu ly mà trùng, trùng trùng trang nghiêm có các biển hương thủy như vậy nếu như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật giống như biển hương thủy vừa nói ở trên có các biển hương thủy nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Gần núi Luân Vì Nhất có biển hương thủy tên là Diệu Thụ Hoa, trong biển đó có thế giới trùng tên là Xuất Sinh Chư Phương Quảng Đại Sát, dùng tất cả âm thanh Phật tồi phục ma làm thẻ. Nơi gần núi Đại Luân Vì Nhất có biển hương thủy tên là Diệu Thụ Hoa, trong biển đó có thế giới trùng tên là Xuất Sinh Chư Phương Quảng Đại Sát dùng tất cả âm thanh Phật tội phổ ma làm thẻ tánh. Trong đó, phương giới cùng, có thế giới tên là Diễm Cự Tràng, được Phật ở thế giới đó, hiệu là Thế Gian Công Đức Hải. Phía trên thế giới trùng xuất sinh trừ phương Quảng Đại Sát, có 20 tầng thế giới. Phương giới cùng có thế giới tên là Diễm Cự Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thế Gian Công Đức Hải Phật đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới kim cang tràng. Có thế giới tên là xuất sinh bảo, được Phật ở thế giới đó hiệu là sư tử lực bảo phân. Phía trên thế giới diễm cự tràng, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Có thế giới ngang bằng với thế giới kim cang tràng, tên là xuất sinh bảo. Thế giới đó có vị Phật hiệu là sư tử lực bảo phân đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên ngang bằng với thế giới ta bà, có thế giới tên là Y Phục Tràng, được Phật ở thế giới đó, hiệu là nhất thiết trí Hải Vương. Phía trên thế giới xuất sinh bảo, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi, ba cõi Phật. Có thế giới ngang bằng với thế giới đa bà, tên là Y Phục Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là nhất thiết trí Hải Vương, đang giáo hóa chúng sinh. Nơi đó, thế giới trùng phía trên cùng, có thế giới tên là Bảo Anh Lạc Sư Tử Quang Minh được Phật ở thế giới đó hiệu là thiện biến liên hoa tràng. Phía trên thế giới chủng xuất sinh trừ phường Quảng Đại Sát, có thế giới tên là Bảo Anh Lạc Sư Tử Quang Minh, thế giới đó có vị Phật, hiệu là thiện biến hóa liên hoa tràng Phật, đang giáo hóa chúng sinh, các Phật tử. Bên ngoài biển hương thủy kim cang diễm quang minh đó, lại có biển hương thủy tên là nhất thiết trang nghiêm cụ bánh sức tràng. Trong biển đó, có thế giới trùm tên là thanh tịnh hạnh trang nghiêm. Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền đã gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật bên ngoài biển hương thủy, kim cang diễm quang mình đó, lại có 10 biển hương thủy, trong mỗi biển hương thủy lại có thế giới trùng, mỗi thế giới trùng có 20 tầng thế giới, kế lại có biển hương thủy tên là nhất thiết trang nghiêm cụ ánh sức tràng, trong biển đó có thế giới trùng tên là thanh tịnh hạnh trang nghiêm, kế lại có biển hương thủy tên là nhất thiết bảo hoa quang diệu hải trong biển đó có thế giới trùng tên là công đức tướng trang nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là nhất thiết bảo hoa quang diệu hải trong biển đó có thế giới trùng tên là công đức tướng trang nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là liên hoa khai phu trong biển đó có thế giới trùng tên là Bồ tát mani quan trang nghiêm kế đó lại có biển hương thủy tên là liên hoa khai phu trong biển đó có thế giới tên là Bồ Tát Mani Quan Trang Nghiêm. Kế lại có biển hương thủy tên là Diệu Bảo Y Phục, trong biển đó có thế giới trùng tên là Tịnh Châu Lân. Kế lại có biển hương thủy tên là Diệu Bảo Y Phục, trong biển đó có thế giới trùng tên là Tịnh Châu Lân. Kế lại có biển hương thủy tên là Khả Ái Hòa Biến Chiếu, trong biển đó có thế giới trùng tên là Bách Quang Vân Chiếu Diệu kế lại có biển hương thủy, tên là khả ái hoa biến chiếu, trong biển đó có thế giới trùng, tên là bách quang vân chiếu diệu. Kế lại có biển hương thủy, tên là biến hư không đại quang minh, trong biển đó có thế giới trùng, tên là bảo quang phủ chiếu. Kế lại có biển hương thủy, tên là biến hư không đại quang minh, trong biển đó có thế giới trùng, tên là bảo quang biến chiếu. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm Tràng, trong biển đó có thế giới trùng tên là Kim Nguyệt Nhãn Anh Lạc. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm Tràng, trong biển đó có thế giới trùng tên là Kim Nguyệt Nhãn Anh Lạc. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Trân Châu Hương Hải Tạng, trong biển đó có thế giới trùng tên là Phật Quang Minh. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Trân Châu Hương Hải Tạng. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Phật Quang Minh, kế lại có biển Hương Thủy tên là Bảo Luân Quang Minh, trong biển đó có thế giới trùng tên là Thiện Hóa Hiện Phật Cảnh Giới Quang Minh, kế lại có biển Hương Thủy tên là Bảo Luân Quang Minh, trong biển đó có thế giới trùng tên là Thiện Hóa Hiện Phật Cảnh Giới Quang Minh. Có các biển Hương Thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Các biển Hương Thủy như đã nói ở trên, có nhiều những số hạt bụi bất khả thuyết có Phật. Gần núi Luân Vì Nhất có biển Hương Thủy, tên là Vô Biên Luân Trang Nghiêm Đẻ. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Vô Lượng Phương Sai Biển, dùng đủ thứ âm thanh lời nói của tất cả cõi nước làm thẻ. Nơi gần núi Đại Luân Vì Nhất có biển Hương Thủy, tên là Vô Biên Luân Trang Nghiêm Đẻ. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Vô Lượng Phương Sai biệt dùng đủ thứ âm thanh lời nói của tất cả cõi nước làm thẻ tính trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là kim càng hòa cái đức phật ở thế giới đó hiệu là vô tận tướng quang minh phổ môn âm phía trên thế giới chủng vô lượng phương sai biệt có hai mươi tầng thế giới phương dưới cùng có thế giới tên là kim càng hòa cái thế giới đó có vị phật hiệu là vô tận tướng quang minh phổ môn âm đang giáo hóa chúng sinh phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi phật có thế giới ngang bằng với thế giới kim cang tràng tên là xuất sinh bảo y tràng đức phật ở thế giới đó hiệu là phước đức vân đại oai thế phía trên thế giới kim cang hòa cái trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi phật có thế giới ngang bằng với thế giới kim cang tràng tên là xuất sinh bảo y tràng thế giới đó có vị phật hiệu là phước đức vân đại oai thế đang giáo hóa chúng sinh phía trên ngang bằng với thế giới ta bà có thế giới tên là chúng bảo cụ diệu trang nghiêm đức phật ở thế giới đó hiệu là thắng huệ hải phía trên thế giới xuất sinh bảo y tràng trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi phật có thế giới ngang bằng với thế giới ta bà tên là chúng bảo cụ diệu trang nghiêm thế giới đó có vị phật hiệu là thắng huệ hải đang giáo hóa chúng sinh phường trời nhất của thế giới trùng đó có thế giới tên là nhật quang minh y phục tràng Đức Phật ở thế giới đó hiệu là trí nhật liên hoa vân. Phương trên nhất của thế giới trùng vô lượng phương sai biệt, có thế giới tên là Nhật Quang Minh Y Phục Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là trí nhật liên hoa vân đang giáo hóa chúng sinh. Các Phật tử bên ngoài biển hương thủy đế thanh bảo trang nghiêm đó, lại có biển hương thủy tên là Atula Cung Điện. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Hương Thủy Quang Sở Trì vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật. Bên ngoài biển hương thủy đế thanh bảo trang nghiệp đó, lại có 10 biển hương thủy. Trong mỗi biển hương thủy, lại có một thế giới trùng, mỗi thế giới trùng có 20 tầng thế giới. Lại có biển hương thủy, tên là Atula Cung Điện. Trong biển đó có thế giới trùng, tên là Hương Thủy Quang Sở Trì. Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Sư Tử Trang Nghiêm trong biển đó có thế giới trùng tên là biến thị thập phương nhất thiết bảo. Kế lại có biển hương thủy, tên là bảo sư tử trang nghiêm, trong biển đó có thế giới trùng tên là biến thị thập phương nhất thiết bảo. Kế lại có biển hương thủy, tên là cung điện sắc quang minh vân, trong biển đó có thế giới trùng tên là bảo luân diệu trang nghiêm. Kế lại có biển hương thủy, tên là cung điện sắc quang minh vân, trong biển đó có thế giới trùng tên là bảo luân diệu trang nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là xuất đại liên hoa trong biển đó có thế giới chủng tên là diệu trang nghiêm biến chiếu pháp giới kế lại có biển hương thủy tên là xuất đại liên hoa trong biển đó có thế giới chủng tên là diệu trang nghiêm biến chiếu pháp giới kế lại có biển hương thủy tên là đăng diễm diệu nhãn trong biển đó có thế giới chủng tên là biến quán sát thập phương biến hóa kế lại có biển hương thủy Tên là Đăng Diễm Diệu Nhãn, trong biển đó có thế giới trùng tên là Biến Quan Sát Thập Phương Biến Hóa. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Bất Tư nghỉ Trang Nghiêm Luân, trong biển đó có thế giới trùng tên là Thập Phương Quang Minh Phổ Danh Xưng. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Bất Tư nghỉ Trang Nghiêm Luân, trong biển đó có thế giới trùng tên là Thập Phương Quang Minh Phổ Danh sương Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Bảng Tích Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Đăng Quang Chiếu Diệu. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Bảo Tích Trang Nghiêm, trong biển đó có thế giới trùng tên là Đăng Quang Chiếu Diệu. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Thanh Tịnh Bảo Quang Minh, trong biển đó có thế giới trùng tên là Tu Di Vô Năng Vi Ngại Phong. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Thanh Tịnh Bảo Quang Minh, trong biển đó có thế giới trùng tên là Tu Di Vô Năng Vi Ngại Phong kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Y Lan Can. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Như Lai Thân Quang Minh, kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Y Lan Can. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Như Lai Thân Quang Minh. Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Như biển hương thủy vừa nói ở trên, có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Gần núi Luân Bì Nhất có biển hương thủy tên là Thụ Trang Nghiêm Tràng, trong biển đó có thế giới trùng tên là An Trụ Đế Võng, dùng tất cả trí địa âm thanh của Bồ Tát làm thẻ. Nơi gần núi Đại Luân Vi nhất có biển hương thủy tên là Thụ Trang Nghiêm Tràng, trong biển đó có thế giới trùng tên là An Trụ Đế Võng, dùng tất cả trí địa âm thanh Bồ Tát làm thẻ. Tánh trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là diệu kim sắc Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Hương Diễm Thắng Oai Quang Thế giới trùng an trụ đế võng, có 20 tầng thế giới, trong đó phương giới cùng Có thế giới tên là Diệu Kim Sắc, thế giới đó có vị Phật, hiệu là Hương Diễm Thắng Oai Quang đang giáo hóa chúng sinh Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng có thế giới tên là Mani Thụ Hoa, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Ngại Phổ Hiện. Phía trên thế giới diệu kim sắc, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới kim cang tràng, tên là Mani Thụ Hoa. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Ngại Phổ Hiện, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên ngang bằng với thế giới ta bà, có thế giới tên là tỉnh lưu ly diệu trang nghiêm đức phật ở thế giới đó hiệu là pháp tự tại kiên cố huệ phía trên thế giới mà nỉ thụ hòa trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi phật có thế giới ngang bằng với thế giới ta bà tên là tỷ lưu ly diệu trang nghiêm thế giới đó có vị phật hiệu là pháp tự tại kiên cố huệ đang giáo hóa chúng sinh trong đó thế giới trùng phương trên cùng có thế giới tên là Phạm Âm Diệu Trang Nghiêm, Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Khai Phu Quang Minh Vương, phương trần cùng thế giới trùng An Trụ Đế Võng, có thế giới tên là Phạm Âm Diệu Trang Nghiêm, trên thế giới đó có vị Phật hiệu là Liên Hoa Khai Phu Quang Minh Vương đang giáo hóa chúng sinh, các Phật tử, bên ngoài biển hương thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm đẻ đó, lại có biển hương thủy tên là Hóa Hiện Liên Hoa Sứ trong biển đó có thế giới chủ tên là quốc độ Bình Chánh. Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bên ngoài biển hương thủy, kim càng luân trang nghiêm đẻ đó, lại có 10 biển hương thủy. Trong mỗi biển hương thủy, lại có thế giới chủ. Trong mỗi thế giới trùng có 20 tầng thế giới. Kế lại có biển hương thủy, tên là Hóa Hiện Liên Hoa xứ Trong biển đó, có thế giới chủ tên là Quốc Độ Bình Chánh kế lại có biển hương thủy tên là mani quang trong biển đó có thế giới chủng tên là biến pháp giới vô mê hoặc kế lại có biển hương thủy tên là mani quang trong biển đó có thế giới chủng tên là biến pháp giới vô mê hoặc kế lại có biển hương thủy tên là chúng bảo hương nhật mani trong biển đó có thế giới chủng tên là phổ hiện thập phương kế lại có biển hương thủy tên là chúng diệu nhật mani trong biển đó có thế giới chủng tên là phổ hiện thập phương kế lại có biển hương thủy tên là hằng nạp bảo lưu trong biển đó có thế giới chủng tên là phổ hành phật ngôn âm kế lại có biển hương thủy tên là hằng nạp bảo lưu trong biển đó có thế giới chủng tên là phổ hành phật ngôn âm kế lại có biển hương thủy tên là vô biên Thầm diệu âm trong biển đó có thế giới chủng tên là vô biên phương sai biệt kế lại có biển hương thủy tên là vô biên thâm diệu âm trong biển đó có thế giới chủng tên là vô biên phương sai biệt kế lại có biển hương thủy tên là kiên thật tích tụ trong biển đó có thế giới chủng tên là vô lượng xứ sai biệt kế lại có biển hương thủy tên là kiên thật tích tụ trong biển đó có thế giới chủng tên là vô biên xứ sai biệt